chúng ta tham gia vào học thì các bạn chúng ta sẽ phải chăm chỉ nè, học bài, sau đó thì là làm bài thực hành đầy đủ nha. Thì bạn nào chúng ta muốn tham gia vào cái lớp học đó thì tí nữa chúng ta hãy đánh vào ô chat nha, để cô sẽ lựa chọn các bạn 10 bạn, 10 bạn xuất sắc nhất cái lớp mình để tham gia vào cái group học tập của thầy Thuận nha. Rồi. Bây giờ thì cô mời các bạn chúng ta sẽ cùng cô học tập cái bài ngày hôm nay. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển đổi tiếp nha. Hôm trước mình chuyển đổi tới số 29 rồi các bạn nha. Thì hôm nay mình chuyển đổi tiếp số 30. Ở đây các bạn quan sát cho cô nè. 30 chúng ta sẽ chuyển đổi thành ảnh núi và mặt trời các bạn nha. Thì cái số 3 nè, đó, nó nằm giống như ngọn núi, và cái số 0 nó giống như là cái mặt trời đấy, mình sẽ vẽ. Thế thì là 30 nó là núi và mặt trời nha các bạn nha. Rồi, 31 thì là cái bóng đèn. Đây, chúng ta thấy bóng đèn mà ở giữa nó thường có cái lò xo đấy, thì số 3 nó giống như cái lò xo nhá. Và cái số 1 thì nó giống như là cái chuôi đèn đấy. Thì 31 mình là cái bóng đèn. 32, 32 là cái vòi sen, cái vòi tắm hoa sen á. 33 là cái khúc xương, hai cái số 3 ngược nhau đó tạo thành một khúc xương các bạn nhớ nha. Rồi 34. 34 là dưa hấu. Một món ăn mà rất là nhiều bạn thích. Rất là ngọt, rất là đỏ. Đây, 30, 34 là dưa hấu, 35 là đu đủ các bạn nhá. Đây, 35 là quả đu đủ. Rồi, 36 là bông hoa hồng. Các bạn nhìn này, số 3 nó giống như là cái đài hoa ấy. Đó, và nó đỡ cái bông hoa ở trên ha. Đó, 36 là bông hoa hồng. Và 37 là cái loa cầm tay. Đó, 37. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Số 3 này nó giống như là cái đứt của cái loa đấy. Và cái số 7 nó là cái tay cầm ha. Đó, thì đây là những hình ảnh tương ứng với những con số mà chúng ta liên tưởng nó ra. Tuy nhiên, để các bạn nhớ được thì các bạn chúng ta sẽ phải học, các bạn có thể là lặp đi lặp lại, và để mà nhớ hiệu quả nhất là các bạn chúng ta sẽ lại dùng cái bộ não của mình liên tưởng kết nối những cái hình ảnh này tạo thành câu chuyện, chúng ta sẽ kể nó có sự kết nối với nhau thì làm chúng ta nhớ nhanh hơn, lâu hơn nhá. Rồi bây giờ thì cô mời các bạn nha, các bạn hãy dùng bộ não thông minh của mình. Chúng ta hãy liên tưởng hình ảnh núi và mặt trời với cái bóng đèn, với cái vòi sen, cục xương, dưa hấu, đu đủ, bông hoa hồng và cái loa cầm tay tạo thành một câu chuyện nha các bạn nhé. Đây, cô cho các bạn thời gian 1 phút để suy nghĩ về những cái hình ảnh câu chuyện này. Sau đó thì chúng ta sẽ kể cái câu chuyện của mình ý ra được nha. Giới thiệu cho cô và các bạn xem cái sự tưởng tượng của các bạn như thế nào. Người có bộ não mà có cái sự tưởng tượng tốt thì là những người sau này sẽ là những người có nhiều những cái sáng kiến, và nó sẽ khác biệt, nó sẽ nổi bật và nó sẽ là những người thành công các bạn nhá. Khác biệt sẽ thành công. Đó, những người mà có sự sáng tạo, có cái suy nghĩ khác biệt ha. Đó, cho nên các bạn hãy tận dụng cái bộ não của mình đi để mình liên tưởng nha, mình tưởng tượng. Rồi, bây giờ thì cô sẽ mời nha. Bạn nào có thể kể được câu chuyện này hãy giơ cái bàn tay của mình lên. Giơ bàn tay, ôi nhiều quá. Rất là nhiều bạn luôn. Rất là nhiều bạn luôn. Rồi, bây giờ thì cô mời nha. Bạn nào tự tin. Cô sẽ mời các bạn chúng ta hãy kể câu chuyện của mình nha. Rồi, bây giờ cô sẽ mời bạn làm. Bạn Hữu Quân nào,
Mai Hữu Quân. Dạ, thưa cô, câu chuyện của em như sau ạ. Có một căn nhà ở trên một ngọn núi và hàng ngày mặt trời chiếu xuống khi nhà mặt trời chiếu xuống núi khiến nhà đấy thấy rất nắng. Người ở trong nhà liền đặt mua trên Shopee một cái bóng đèn có thể phun nước như cái vòi sen. Bỗng nhiên một ngày có con chó đang gặm sương đi qua thì bóng đèn bị phát nổ rơi trúng đầu con chó. Lúc đó thì em đang thi ăn dưa hấu và đu đủ. Em ăn hết quả dưa hấu thì đến quả đu đủ ăn được nửa quả thì tự nhiên cái hột nó nở ra cái bông hoa hồng và mẹ em thấy lạ nên lấy loa cầm tay chạy khắp phố để loa báo. À rồi, cô cảm ơn Hoàng Quân nha. Hoàng Quân đó có một câu chuyện, cái sự tưởng tượng tương đối là hay. Tuy nhiên Hoàng Quân ơi, và các bạn ơi, lưu ý cho cô nha, là ở đây chúng ta, bạn Hoàng Quân này là nói có một ngôi nhà ở trên cái ngọn núi và có ánh mặt trời chiếu xuống ngôi nhà rất là nóng này. Thì nhà này mua một cái bóng đèn và bóng đèn ý là nó có cái sự rất là đặc biệt luôn, là nó sẽ tỏa cái nước ra để cho nó mát. Thì cô thấy chỗ này là rất là hay, rất là tuyệt vời. Nhưng mà đến cái phần mà con chó ăn cục xương thì là bạn Hiếu Quân lưu ý và các bạn khác cũng lưu ý nhá, bởi vì là trong cái bộ số chúng ta có con chó cho nên mình đừng đưa cái con chó vào đây thì mình sẽ bị nhầm cái con chó là số 19 ấy nha. Cho nên là mình lưu ý là mình đừng có đưa cái hình ảnh của các cái số mà nó có các hình ảnh đó vào đây, nó sẽ bị nhầm lẫn nha. Thì lúc này mình đừng có nói đến con chó mà mình có thể là mình nói đến một cái hình ảnh khác, đó là sau mỗi buổi sáng thức dậy thì em được ăn một cái tô mì xương nấu bằng xương chẳng hạn nhá. Chứ đừng nghĩ đến là con chó, bởi vì con chó nó là số 19. Mình nói vào đây thì cái câu chuyện của mình nó tiếp nối, nó có con chó thì mình sẽ phải nhớ đến hình ảnh con chó là số 19 nhá. Nó sẽ bị lộn vào đây nha các bạn nhá. Đó, thì tới đây thì mình có thể tưởng tượng rằng là mỗi buổi sáng thì em thường là được ăn một cái tô mì nấu bằng nước xương rất là ngon, ví dụ thế nha. Sau đó thì em lại được ăn tráng miệng bằng một miếng dưa hấu đó. Rồi đặc biệt ý là em lại nhà em ấy thì lại mọi người rất là thích ăn đu đủ chẳng hạn, ví dụ thế đó. Thì mình có thể là em thì ăn dưa hấu nhưng mà em của em thì nó lại ăn đu đủ, ví dụ thế nha. Đó thì mình sẽ có cái câu chuyện đi đó, sau khi ăn xong rồi thì em lại được ăn tráng miệng dưa hấu nhưng mà đặc biệt là em của em thì nó lại không thích ăn dưa hấu, nó chỉ thích ăn đu đủ thôi. Thế là xong tới cái phần là khi mà em của em ăn dưa hấu chẳng hạn thì tự nhiên cái hạt đu đủ chứ đu đủ thì cái hạt đu đủ tự nhiên nó lại nở ra thành một bông hoa đó. Sau đó thì mình liên kết là cái bông hoa đó là mọi người rất là bất ngờ. Thế mẹ em mới cầm cái loa đi là chạy khắp xóm là thông báo cho mọi người rằng cái sự kỳ diệu đó đó nha các bạn nhé. Đó, mình sẽ kể cái câu chuyện như thế thì nó có cái sự liên kết với nhau nha. Đây, bây giờ thì cô mong các bạn chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện này và chúng ta sẽ ghi nhớ câu chuyện này nhé, để mình nhớ được các con số từ 30 đến 37 nha. Bây giờ thì các bạn có thể là tự suy nghĩ cái câu chuyện của riêng mình nhé. Các bạn tự suy nghĩ câu chuyện của riêng mình để mình có thể nhớ câu chuyện của riêng mình thì mình sẽ nhớ hơn ha. Tuy nhiên nếu mà bạn nào chúng ta không nghĩ được ra câu chuyện của riêng mình thì các bạn hãy tham khảo những câu chuyện của các bạn hoặc là của cô hướng dẫn cho các bạn nha. Thì mình nhớ theo như thế là mình cũng nhớ được các con số tương ứng nha. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy ôn lại câu chuyện, sau đó thì mình sẽ ghi nhớ các con số tương ứng nhé các bạn nhé. Đầu tiên là núi và mặt trời là 30 các bạn nha. Đó, mặt trời chiếu xuống nóng quá nha các bạn nha. Thế thì cái gia đình nhà này phải mua cái bóng đèn là 31 nhé. Và cái bóng đèn này nó rất là kỳ diệu, nó vừa phát sáng mà nó lại vừa tỏa nước ra.
để cho mát mẻ thì là giống như một cái vòi hoa sen. Đó, thì là 32 nhá các bạn nhé. Rồi, và hàng ngày thì em là được mỗi buổi sáng thì em đều được ăn sáng bằng một cái tôm mì nấu với nước xương rất là ngon, là 33 nhá, nước xương rất là ngon, 33. Và sau khi ăn xong thì em sẽ được tráng miệng bằng một miếng dưa hấu là 34 các bạn nhé. Rồi, và nhà em ấy thì em của em hoặc là chị của em là không thích ăn dưa hấu, chỉ thích ăn đu đủ thôi, thì là số 35 ha. Và một hôm rất là bất ngờ là cái hạt đu đủ tự nhiên nó nở ra thành một cái bông hoa hồng, nhìn rất là kỳ lạ và rất là đẹp. Đó là ba bông hoa hồng là 36 các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể tưởng tượng rằng là trên bàn nhà em lúc nào cũng có một cái bình hoa hồng rất là đẹp, rất là thơm. Đó, cũng được nhé. Đó, thì các bạn hãy tưởng tượng là nhà mình mỗi một buổi sáng thì mẹ thường là chuẩn bị một cái lọ hoa hồng để trên bàn ăn thì rất là đẹp, rất là thơm, rất là vui vẻ chẳng hạn nha. Đó, hoặc là các bạn có thể là nghĩ ra câu chuyện giống như Hoàng Quân lúc nãy ấy, là hạt đu đủ nó nở, nó tự nhiên nó biến thành cái bông hoa hồng cũng được. Sau đó thì mẹ cảm thấy là ngạc nhiên quá, thế là cứ cầm cái loa cầm tay, cứ đi loa cho mọi người biết rằng là ôi hôm nay nhà tôi có một hạt đu đủ nó nở ra thành một cái bông hoa hồng. Đó, ví dụ vậy nha. Đó. Rồi, bây giờ thì cô mời một bạn. Bạn nào đã nhớ được các con số? Bạn nào đã nhớ được các con số tương ứng với hình ảnh nào? Thì giơ tay nha. Nhắm mắt rồi đọc nha. Rồi, cô xem nào. Xem bạn nào nào. Thùy Hương giơ tay. Minh Châu, rồi An, Nguyễn. Rồi, cô mời bạn làm An. An bật mic. Dạ, con đây cô. An ơi, con đã có thể nhắm mắt và đọc các con số tương ứng với hình ảnh này không? Dạ, được cô. Rồi. 30, nửa với mặt trời. 31, bóng đèn. 32, vòi sen. 33, khúc xương. 34, dưa hấu. 35, đu đủ. 36, hoa hồng. Và 37, la cầm tay ạ. Rồi, rất là tuyệt vời. Vậy là bạn An đã thuộc rồi đấy các bạn ơi. Thế thì các bạn trong quá trình mà bạn An đọc ấy thì các bạn chúng ta có đọc nhẩm lại không? Mình hãy nhắm mắt lại và liên tưởng câu chuyện nha. Sau đó thì mình hãy đọc các con số tương ứng với những hình ảnh đó nha. Đây, ngoài những bạn giơ tay này ra thì còn ai chúng ta mới mà chúng ta đã thuộc được các cái con số tương ứng với hình ảnh này không nhỉ? Rồi các bạn chúng ta cố gắng ha. Chúng ta hãy nhẩm lên, các bạn sẽ nhắm mắt đi. Các bạn thử xem là mình thuộc được bao nhiêu hình ảnh tương ứng với những con số này. Sau đó đánh vào ô chat giùm cô nha. Xem là mình có còn quên không. Rồi, có rất là nhiều bạn đã thuộc hết rồi thì rất là tuyệt vời. Cô mong là lớp mình, những bạn nào mà chúng ta chưa có thuộc ấy thì các bạn hãy cố gắng nhé. Thục Chi đã thuộc, Thục Chi giỏi thế nhỉ? Rồi, cô mời Thục Chi nha. Thục Chi nãy giờ chưa học tí nào mà mới đến nãy giờ cùng với cô mà thuộc rồi. Bây giờ cô sẽ mời Thục Chi. Rồi, cô mời Thục Chi. Đây. Thứ nhất là 30 là nữ và mặt trời, 31 là bóng đèn, 32 là vòi hoa sen, 33 là khúc xương, 34 là dưa hấu, 35 là đu đủ, 36 là hoa hồng, 37 là loa cầm tay. Rồi, rất là tuyệt vời. Thục Chi rất là nhanh thuộc luôn. Cô rất là tự hào, rất là khen Thục Chi luôn nha. Rồi,
Và cô đang thấy có kênh T bạn Lê Hoàng Anh cũng đã thuộc rồi này. Tuy nhiên thì để chút nữa đi cô sẽ gọi nha. Bây giờ thì cô mời các bạn chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp nha, học tiếp các con số và hình ảnh tiếp theo các bạn nha. Sau đó thì những bạn nào mà chúng ta có thể là đọc được thuộc hết ấy, thì là có thể là phần cuối ấy, cô sẽ mời các bạn chúng ta cố gắng ai cũng được đọc một lần nha. Rồi, tiếp theo nha. Các bạn hãy quan sát số 38 là cái nhẫn kim cương. 39 là hình ảnh cái tê, con tê giác nha. 40 là bút chì. Đấy, 40 là hình ảnh bút chì nè, cái số 4 này giống cái đầu bút chì nè, và cái số 0 ở đằng sau cái bút chì ấy là nó có hình tròn đấy nha. Đó. Rồi, 41 là cái bình cứu hỏa. Rồi, 42 là cánh diều bay trên bầu trời. Đó. 43 là người lướt sóng. Lướt sóng ở trên biển ha. Đó. 43 là người lướt sóng. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy tưởng tượng câu chuyện liên quan đến các con số, những hình ảnh này, để mình có thể dễ dàng ghi nhớ hơn các bạn nhá. Rồi, rất là nhiều bạn giơ tay, tuyệt vời quá. Nào, cô mời Thùy Hương nha. Cô mời Thùy Hương hãy chia sẻ câu chuyện của mình nhá. Dạ. Câu chuyện của con là có một chiếc nhẫn kim cương rơi trên đường, có con tê giác thấy và nhặt lên mang. Sau đó nó lấy cây viết chì, nó vẽ lên bình cứu hỏa hình cái diều, có người lướt sóng. Câu chuyện của con đến đây là kết thúc. Rồi, cô cảm ơn Thùy Dương. Thùy Dương đã có một câu chuyện cũng tương đối là hay và nhanh. Tuy nhiên thì Thùy Hương ơi, câu chuyện của con ấy thì cô thấy nó chưa có sự liên kết lắm nhá. Tự nhiên cái chỗ mà có một cái nhẫn kim cương ở trên trên đường, rồi sau đó thì có con tê giác. Con tê giác nó, cái nhẫn kim cương và con tê giác nó lại không liên quan đến nhau. Cho nên các bạn ơi, nếu như các bạn truy xuất ấy, thì các bạn sẽ truy xuất cái con số hình ảnh ấy, mình sẽ bị quên đấy, vì nó không có liên quan đến nhau. Các bạn hãy làm sao để cho nó liên quan đến nhau nhá. Đó. Bạn Thùy Hương thì có liên quan là cái con tê giác này, với nó cầm cái bút chì vẽ lên bình cứu hỏa cái hình con diều, thì đấy là cái sự liên quan đến nhau nhá. Thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái đầu tiên là cái nhẫn kim cương, và cái thứ cuối cùng là 43 là người lướt sóng, nó lại không có liên kết với nhau. Cho nên nếu như mà các bạn học liên kết thành câu chuyện thì nó bị rời rạc và các bạn dễ bị quên nhá. Thì các con lưu ý là khi mình liên kết ý, thì mình phải tạo cho nó cái sự liên kết với nhau, nó có cái sự phụ thuộc vào nhau ha, nó kết nối với nhau nha. Rồi, tuy nhiên thì cô cũng rất là khen Thùy Hương, vì là Thùy Hương đã có cái câu chuyện rất là nhanh. Tuy nhiên thì vì chúng ta đang mới học cho nên dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải từ từ để chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta có những câu chuyện để giúp cho chúng ta có cái sự liên kết và ghi nhớ chắc chắn hơn nhá. Chứ cô mới đầu cô học cũng giống như Thùy Hương ấy, là cô học mà cô cũng không có liên kết. Thế là về sau khi cô truy xuất lại, thế tự nhiên nên nó quên, mình không biết là đến chỗ này rồi thì nó còn cái gì nhá. Đó, thì là cô có kinh nghiệm hơn các bạn thôi. Còn lúc đầu cô học nó cũng bị như vậy đó các bạn nhá. Rồi, bây giờ thì cô mời một bạn khác, chúng ta sẽ chia sẻ câu chuyện của mình nhá. Cô mời Minh Châu. Minh Châu ơi, con có thể chia sẻ câu chuyện của con. Con thưa cô, câu chuyện của con là có một lần em đi ra ngoài đường, em nhặt được một cái nhẫn kim cương. Sau đó em mang về nhà đeo cho con tê giác gấu bông của em. Sau đó em đi vào bàn học và em lấy bút chì làm bài. Ở trong bếp, em bé của em lấy cái bình cứu hỏa đang nghịch. Rồi buổi chiều, em ra ngoài thả diều, và trên con diều của em có hình người lướt sóng. Rồi, cô cảm ơn Minh Châu nha. Minh Châu cũng có một câu chuyện cũng rất là hay, rất là thú vị nha. Cho nên các bạn thấy không, mỗi một người chúng ta đều có một cái sự liên tưởng khác nhau, có cái sự sáng tạo khác nhau. Các bạn thấy không, tuyệt vời không? Đó, thì câu chuyện của Minh Châu ấy cũng rất là hay nha.
Và tuy nhiên thì cái chỗ mà cái nhẫn kim cương về đeo cho cái con tê giác gồ bông của mình thì cô thấy hợp lý rồi đấy. Sau đó thì Minh Châu đi học, lấy bút chì để học bài. Và em của mình ý, thì đang thì nghịch cái bình cứu hỏa. Thì lúc này chúng ta phải làm một cái sự kiện nó hơi, nó phải ly kỳ, hấp dẫn một xíu để cho chúng ta có sự liên kết với nhau nha. Chúng ta có thể là liên kết như này nha, là em đang học bài, em lấy bút chì học bài thì bỗng nghe thấy, bỗng thấy ở nhà hàng xóm có tiếng la hét cháy nhà. Thế là mọi người cầm bình cứu hỏa xịt để dập cháy nhà. Thế thì các bạn có thấy là cái câu chuyện này nó dễ nhớ không? Những cái khói mà nó bay lên ấy giống như những là cánh diều. Những cái khói của cái nhà nó bay lên và do ảnh hưởng của cái bình cứu hỏa xịt ấy, thế là nó lên cuồn cuộn ấy giống như những cánh diều. Ví dụ thế. Hoặc là khói ấy nó tạo lên cuồn cuộn giống như là cái sóng biển, người lướt sóng trên biển ấy, ví dụ thế. Nha. Thì các bạn chúng ta có thể tạo thành cái câu chuyện mà nó có sự liên kết như thế. Và nó hơi gây hoang mang một xíu thì là mình sẽ nhớ hơn các bạn nha. Đó. Cái tưởng tượng nha. Cái khói của cái nhà cháy nè, khi cháy nhà thì dĩ nhiên là phải sử dụng bình cứu hỏa rồi, đúng không? Mà khi mà cháy nhà thì dĩ nhiên phải có khói rồi. Các bạn thấy không? Lửa nó cuồn cuộn lên. Khói nó bay lên như diều ấy. Rồi lửa thì cuồn cuộn như là những cái sóng của cái người lướt sóng đang chơi ấy, ví dụ thế các bạn nha. Rồi, thì cô cảm ơn cái sự chia sẻ của hai bạn vừa rồi về cái hình ảnh của những con số này. Bây giờ thì cô mời một bạn nhắm mắt và đọc các con số tương ứng với hình ảnh nha. Nào, ai có thể đọc được các con số tương ứng với hình ảnh này? Cô mời Tô Minh Nguyên nha. Con chào cô. Ừ. Con xin phép cô con đọc. Ừ. 38 nhẫn kim cương, 39 tê giác, 40 bút chì, 41 bình cứu hỏa, 42 con diều, 43 người lướt sóng cô. Rồi, rất là tuyệt vời. Minh Nguyên ơi, khi mà con nhớ tới các con số và hình ảnh này thì con có liên tưởng tới câu chuyện mà cô vừa gợi ý không? Con liên tưởng nhưng mà con liên tưởng không được liên kết lắm cô. Vậy thì con có thể là tại vì bây giờ các con mới cho nên có thể nó không liên kết, nhưng mà chúng ta có thể là tham khảo những câu chuyện của bạn của cô ha. Và các bạn chúng ta cố gắng là hãy liên tưởng các cái hình ảnh nó liên kết với nhau nha. Đó. Thì theo cô nghĩ là vừa nãy cái câu chuyện mà chúng ta có cái ngôi nhà bị cháy rồi xịt bình cứu hỏa là nó vô cùng là nó có sự liên kết đấy nhá. Rồi. Và khói nó lên giống như cánh diều bay trên bầu trời ấy nha. Đó. Thì các bạn sẽ nhớ ngay nha. Và cô muốn mời một bạn nữa sẽ đọc các con số này nha. Đó, bạn Thủy Chi lại thuộc rồi. Công nhận Thủy Chi giỏi quá. Lê Hoàng Anh. Cô mời Lê Hoàng Anh nha. Cô thấy Lê Hoàng Anh nãy có giơ tay nhưng mà không thấy mở cam nên là cô không có gọi. Lê Hoàng Anh ơi, con có mở cam không? Con mở cam lên và con đọc bài nha. Rồi cô mời Lê Hoàng Anh mở mic. Rồi đã được, ra phải mở cam đi. Rồi. Rồi. Con giới thiệu về mình một xíu nha. Cô, em là Lê Hoàng Anh. Rồi ba để nói em là Trung Đức Hiếu Thảo, yêu thể thao cô. Rồi, rất là tuyệt vời. Mọi người cổ vũ cho Hoàng Anh nha. Hoàng Anh ơi, con hãy nhắm mắt và đọc các con số tương ứng với hình ảnh này nha. Cô, 38 nhẫn kim cương, 39 tê giác, 40 bút chì, 41 là bình cứu hỏa, 42 diều, 43 người lướt sóng cô. Rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, Hoàng Anh cho cô hỏi là Hoàng Anh con đã chuyển đổi được bao nhiêu số rồi? Trước kia con đã học chưa hay hôm nay con mới học? Cô, em học được mấy ngày rồi cô?
À, con học được mấy ngày rồi và mình đã chuyển đổi các con số thành hình ảnh chưa? Dạ rồi cô. À rồi, tuyệt vời nhá. Rồi cô chúc mừng Hoàng Anh. Cô mong là Hoàng Anh sẽ tiếp tục mình sẽ chăm chỉ và mình chuyển đổi cho tới số 99 nhá Hoàng Anh nhá. Dạ cô. Hai, cô cảm ơn Hoàng Anh, rất là tuyệt vời. Hai, như vậy là bây giờ có bạn nào xung phong đọc cả cái con số lúc nãy là từ 30 tới 43 không? Nào, có ai không? Ai có thể xung phong đọc cả con số từ 30 cho tới 43? Cô cho các bạn 1 phút để chúng ta nhẩm nhá. Nhớ lại nè. À, núi và mặt trời, ngôi nhà núi mặt trời là 30, rồi 31 là cái bóng đèn sáng và nó còn tỏa nước ra như gói sen là 32. Rồi, sau đó thì là tới là ăn sáng bằng một tô mì xương là 33. Rồi ăn xong rồi lại được ăn tráng miệng bằng một miếng dưa hấu là 34. Và đứa em của mình thì nó chỉ ăn đu đủ thôi là 35. Rồi cái hạt đu đủ nở ra một bông hoa hồng rất là đẹp là 36. Rồi mẹ mình thấy rất là kỳ lạ nên cầm cái loa cầm tay đi thông báo cho mọi người là 37. Rồi có một cái một lần mình đi trên đường mình nhặt được một cái nhẫn kim cương là 38. Rồi sau đó thì mình về mình đeo cái nhẫn kim cương đó cho con tê giác rất là xinh xắn nhà mình, con tê giác gấu bông con tê giác bông là 39, phải không? Sau đó thì mình đi học, mình vào bàn học và mình lấy bút chì để mình học bài là 40. Sau đó thì thấy nhà hàng xóm cháy nhà, người ta đang cầm bình cứu hỏa xịt 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 là 41. Và khói nó bay lên giống như những con diều là 42. Và những ngọn lửa nó bùng lên như những cái sóng biển người ta đang lướt sóng là 43. Rồi, có ai nhớ chưa? Rồi, có rất nhiều bạn nhớ rồi này, tuyệt vời quá. Rồi, bây giờ thì cô mời. Các bạn là cũng cứ nhẩm đi nha, và mình tự tin nha. Cô mời Lan Hương. Cô mời Lan Hương mở mic. Dạ, cô. Em thử rồi cô. Rồi, cô mời Lan Hương nhắm mắt lại và mình sẽ đọc từ số 30 nha. Nào, Lan Hương mở mic lại nha. Dạ là số 30. 30 là núi và mặt trời. 31 là bóng đèn. 32 là vòi hoa sen. 33 là cục xương. 34 là dưa hấu. 35 là đu đủ. 36 là hoa hồng. 37 là loa cầm tay. 38 là nhẫn và kim cương. 39 là tê giác. 40 là bút chì. 41 là 41 là bình cứu hỏa. 42 là 42 là cái diều. 43 là người lướt sóng. Rồi, tuyệt vời. Cô chúc mừng Lan Hương nha. Cô mong là Lan Hương sẽ ôn lại theo cái 5 bước mà lặp lại ấy, để mình có thể nhớ hơn sau cái buổi học ngày hôm nay nha. Rồi, cô rất là cảm ơn Lan Hương. Bây giờ thì cô mời bạn Kim Ngân.